Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Phúc và mình đang là giảng viên của lớp cũng như kênh YouTube Hoàng Phúc Guitar. Hầu hết các bạn tự học thường là mất cái căn bản. Cái căn bản đầu tiên mình nói đó là nhịp. Các bạn thường bị mất về nhịp là cái điều mà quan trọng nhất. Thứ hai đó là về cảm âm. Các bạn thường là không thể tự do tông bài hát, tự do giai điệu hay đặt hợp âm cho bài hát. Chính vì thế nên mình đã tạo ra khóa học Fingerstyle cho người mới bắt đầu. Các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học. Mình chúc các bạn thành công.